Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi sáng ngày 31 tháng 5 năm 2021. Và trong video clip ngày hôm nay thì đơn vị Đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc xin trân trọng được giới thiệu đến quý vị sản phẩm đôi lọ lục bình phong thủy, hàng có chiều cao là 1m57 với đường kính bụng là 45 và được chế tác là hàng đặc liền nguyên một khối bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Và sản phẩm thì đã được xem hoàn thiện xong thành phẩm phần sơn và phủ sơn màu trần nguyên vân gỗ trên chất liệu sơn AO7. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu quý vị là quan tâm thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên xưởng em, và sau đó thì em sẽ quay cận cảnh chi tiết về đường vân thờ gỗ và sau đó sẽ công bố báo giá công khai để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và sản phẩm ngày hôm nay có kích thước chiều cao thông thủy từ đất lên phần miệng bình là 1m57 với đường kính bụng là 45 phân. Vì vậy nó đem lại sản phẩm có cái dáng nó cực kỳ đẹp quý vị nhé, rất là cân đối và hài hòa. Và sản phẩm thì đã được xem hoàn thiện xong thành phẩm phần sơn và phủ sơn màu trần nguyên vân gỗ. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị có thể chiêm ngưỡng được cái đường vân thở gỗ trên cặp sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và chất liệu gỗ hương đá Nam Phi là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao, và đặc biệt là phần tòm gỗ rất là mịn và chất gỗ thì cực kỳ là cứng, lặng, chắc và đanh. Vì vậy nó đem lại sản phẩm có chất lượng cực kỳ là cao. Và toàn bộ những đường vân thở gỗ thì được xem là chọn lựa những thân gỗ cực kỳ là già gỗ và chất gỗ thì rất là ổn định quý vị nhé. Chất liệu gỗ hương đá thì đem lại sản phẩm có tính ổn định rất là cao, và đặc biệt là sở em đã hoàn thiện xong thành phẩm phần sơn và phủ sơn màu trần nguyên vân gỗ, nó giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên trên chất liệu sơn AO7. Và đây là cặp sản phẩm thì được sở em là chọn tâm tim nó cực kỳ là nhỏ quý vị nhé, chọn tâm im ruột nhỏ. Và với những sản phẩm tâm im ruột nhỏ thì khi quý vị sử dụng thì không lo những cái đường ăn phá lứt từ tâm tim ra ngoài phần cổ bình. Và cái phần miệng bình thì sẽ em luôn luôn là đục 5 cánh sóng tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cổ bình là thon gọn để hút tài lộc, và bụng bình là phình to để đựng chứa tài lộc. Và trong phong thủy thì lục bình có thể kê tại rất nhiều vị trí như là không gian phòng khách, không gian phòng thờ, trước cửa nhà, nhà hàng, khách sạn hay nơi làm việc để chiêu tài hút lộc. Và đặc biệt với những cái sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, với những cặp sản phẩm mà sở em đưa ra mắt thị trường đều là những cặp sản phẩm hàng chọn vân đều tứ diện, và đặc biệt là hàng không mắt mỏ, không xâu xia và hàng cực kỳ là sạch rác quý vị nhé. Chế tác là lục lạc, trần lõi. Và ngay sau đây thì em sẽ đi một vòng để quý vị có thể chiêm ngưỡng được cái đường vân thở gỗ trên cặp sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi với chiều cao thông thủy là 1m57 và có đường kính bụng là 45 phân. Và ước tính cho một đôi cao 1m57 như trên màn ảnh quý vị đang theo dõi thì bên em ước tính nó nặng khoảng độ gần 400 kg trên một cặp, tức là một chiếc thì nó sẽ nặng gần 200 kg, đó rất là nặng quý vị nhé. Và đặc biệt là phần chất gỗ cũng như là tom gỗ thì nó rất là mịn, và chất gỗ thì cực kỳ là cứng, nặng, chắc và đanh. Vì vậy nó đem lại sản phẩm có tính ổn định rất là cao, và khi quý vị sử dụng thì không lo mối mọt, không lo cong vênh và không lo lất lát và sủ nhựa, đó rất là ổn định quý vị nhé. Và giá thành thì cặp sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi thì luôn luôn có cái giá thành nó cao hơn so với những cái sản phẩm bằng chất liệu như là gỗ hương đỏ, cẩm vàng hay là mô đối công. Và sản phẩm thì được chế tác là hàng đặc liền khối và chọn vân rất đẹp quý vị nhé, đó những cái đường vân thở gỗ ở phần cổ cũng như là phần bụng bình rất là tuyệt vời. Và quý vị nào ở gần thì rất mong quý vị có thể qua trực tiếp tại cơ sở. Và địa chỉ của đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc thì nằm tại chợ thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và quý vị nào ở xa không về trực tiếp được thì có thể liên hệ hoặc kết nối qua Zalo với sở em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và cặp sản phẩm ngày hôm nay thì được chế tác là hàng đặc liền nguyên một khối bằng chất liệu là gỗ hương đá và được cắt từ một thân, họ cắt cùng cây quý vị nhé. Và cặp sản phẩm ngày hôm nay có kích thước chiều cao là 1m57 với đường kính bụng là 45 thì bên em đang chào bán công khai với giá là 45 triệu đồng cho một cặp sản phẩm hàng đẹp không tì vết và chọn vân là đều tứ diện, và đặc biệt là được hoàn thiện phủ sơn màu trần nguyên vân gỗ trên chất liệu sơn AO7. Và ngoài ra thì sẽ còn sản xuất cũng như là tiện lục bình bằng chất liệu như là gỗ hương đá, hương đỏ, cẩm vàng, mô đối công và chắc đỏ của Nam Phi. Và quý vị nào yêu thích thì có thể liên hệ hoặc kết nối qua Zalo với sở em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và sẽ còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ.
Và cặp sản phẩm ngày hôm nay có kích thước chiều cao thông thủy là 1m57 và đường kính bụng là 45, thì hiện sẽ đang chào bán công khai với giá là 45 triệu đồng. Và khi quý vị đăng ký đặt mua thì em sẽ hỗ trợ quý vị là 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và quý vị đã ở xa thì vui lòng hỗ trợ cho bên xưởng em một chút tiền vận chuyển. Và video clip của em cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây. Và quý vị đã yêu thích các sản phẩm của bên xưởng gỗ Kinh Bắc thì có thể like, share và đăng ký kênh để hàng ngày xưởng sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới nhất để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.